Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang có mặt trong buổi lễ thành hôn dành cho Văn Hòa cùng cô dâu Quỳnh Kim. Xin được đại diện và thay mặt cho chủ hôn gia đình. Đặc biệt hơn nữa, chúng tôi xin được thay mặt cho âm thanh ánh sáng Hiếu Thảo cùng những người thực hiện chương trình trong buổi tối đêm nay. Xin hân hoan gửi đến cho tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng thân ái. Kính thưa quý vị và các bạn, hôn nhân là một sự kiện trọng đại mang ý nghĩa rất quan trọng đối với tất cả cuộc sống của chúng ta. Và trong ngày hôm nay là một ngày đặc biệt để chúng ta có mặt tại nơi đây để chúc mừng cho cô dâu và chú rể có được tình yêu mỹ mãn trọn vẹn và hạnh phúc. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng xin được kính chúc cho toàn thể tất cả quý vị sẽ có một đêm cùng thưởng thức chương trình văn nghệ do âm thanh ánh sáng Hiếu Thảo thực hiện. Chúc cho tất cả quý vị sẽ có được một buổi tiệc thật là ngon miệng. Kính chúc cho cô dâu và chú rể sẽ có tình yêu trọn vẹn mỹ mãn và hạnh phúc. Ngay bây giờ chúng tôi xin mời tất cả quý vị và các bạn, chúng ta hãy dành tặng cho chương trình một tràng vỗ tay thật lớn và thật nồng nhiệt để cùng chờ đón chương trình giao lưu văn nghệ hấp mừng ngày hạnh phúc do âm thanh Hiếu Thảo thực hiện. Ngay bây giờ xin được phép bắt đầu. Chúng tôi mở đầu và khai mạc chương trình ngày hôm nay thì cũng xin được hân hoan gửi đến lời mời thân ái đến tất cả quý vị và các bạn. Xin được trân trọng mời những vị khách đặc biệt chúng ta đang có mặt trong buổi tiệc tối đêm nay. Những vị khách nào có tinh thần văn nghệ thì chúng tôi mời quý vị chúng ta hãy nhanh chóng chọn cho mình một ca khúc và liên hệ với phòng máy để cùng giao lưu với chương trình của chúng tôi trong ngày đặc biệt này. Xin thân ái kính mời quý vị. Và ca khúc đầu tiên, anh ơi xin được mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng thưởng thức với một sáng tác của Hoàng Thị Thơ. Ca khúc được mang tên Túp Lều Lý Tưởng. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này. Thank you.
Tình mình không chắc đã mua hạnh phúc bằng tiền, vì tình chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Dòng nghèo ai đưa em qua chỉ với yêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp rêu tình. Đời mình đẹp mãi có em vậy. Đời mình đẹp mãi với từ hương lời tranh. Đời mình đẹp mãi. Xin được mời tất cả quý vị và các bạn, chúng ta cùng thưởng thức một ca khúc cũng rất là dễ thương, nhạc phẩm mang tên 7 ngày đợi mong. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này. Giao lưu chương trình văn nghệ với tất cả quý vị và các bạn. Và ngay bây giờ các phép Văn An mời vị khách đầu tiên cùng giao lưu với chương trình nào. Vâng, bên trên Văn An đang cầm là rất là nhiều vị khách đã giao lưu và đăng ký với chương trình. Đầu tiên chúng ta xin được mời tiếng hát của Hoàng Mến. Một tràng pháo tay dành cho vị khách đầu tiên của chúng ta quý vị. Các khúc đồng mang tên Em Nên Dừng Lại. Thank you.
phía sân khấu tiếng nói chương trình. Xin mời tiếng hát của anh Huy ạ. Thank you.
Oh,
Oh,
vị, nói tiếp chương trình thì xin được mời tất cả quý vị chúng ta cùng thử tiếp tiếp với bài tân cũ với vị khách giao lưu chương trình. Xin mời anh Tý ạ. Mời tất cả quý vị chúng ta cùng thưởng thức với bài tân cũ được mang tên Cung Đàn Mới. Xin mời tất cả quý vị. Thank you.
trường sân ta đó giờ mây trời lắm gió xương đó có em. Thuyền em đi trên sông trăng sáng, người nhau về.
chiếc khay.
một ngày vui. Anh ơi, người tình tôi ơi. Sẽ giao lưu trước với chương trình, và những ai đăng ký sau thì chúng tôi mời tất cả quý vị chúng ta hãy nán lại để cùng chung vui với gia đình và cùng giao lưu với chương trình của chúng tôi trong ít phút sau. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Có lời nói đầu tiên á là bây giờ có ly rượu rồi, giờ không biết chúc sao á, rồi nói bây giờ chúc gia đình của chú Út Điểm được nhiều sức khỏe, và cháu Hòa của em Hòa là ngày mai mới là hạnh phúc trăm năm. Không, ngày mai mới hạnh phúc chứ đêm nay chưa hạnh phúc.
thời gian để mà ăn buổi cháo đêm để mà ngon miệng. Và xin kính chúc các vị là một đêm ăn cháo dồi dào sức khỏe là dài sự như ấy. Rồi Tân Thanh đánh từ Nhân Lợi Ba. Việt Nam mắt ngời sáng quanh
Chúng ta cùng thưởng thức ca khúc Nửa Vầng Trăng. Có ai? À, xin mời bạn. Một tràng vỗ tay dành cho vị khách đầu tiên của chúng ta quý vị. Một bạn nữ nãy giờ chưa thấy à? Nhà, làm mất hứa rồi nha.
đẹp xinh cho lòng anh đắm. Chứ áo dài quần ngắn bước đi lòng anh xíu sau. Thầy ơi xin dùng hương cho anh làm quen nhớ thì cho. Yeah.
Cô bước đi